quý vị, ngày 18 tháng 1 năm 2023, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Kiến An tại Công an thành phố Hải Phòng cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự nghi phạm Trương Văn Tùng, 18 tuổi, thường trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, để điều tra làm rõ hành vi giết người, phóng hỏa, đốt phòng trọ để phi tang. Vụ việc xảy ra vào chiều 17 tháng 1 trên địa bàn phường Quán Trữ, thuộc quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Nạn nhân được xác định là người phụ nữ 45 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang. Người này về Hải Phòng làm ăn và thuê nhà trọ tại ngõ 81, đường Hoa Khê ở phường Quán Trữ, quận Kiến An. Ngay sau khi bị bắt, Trương Văn Tùng khai nhận với công an, thời gian gần đây giữa Tùng và nạn nhân có quan hệ tình cảm. Khoảng 15 giờ chiều 17 tháng 1 tại phòng trọ của nạn nhân, do mâu thuẫn, Trương Văn Tùng dùng búa đập vào đầu người này cho đến chết. Sau đó, nghi phạm đưa thi thể nạn nhân lên giường, lấy xăng từ xe máy của chính nạn nhân để trong phòng tưới lên người nạn nhân và tưới lên giường, rồi châm lửa đốt nhằm phi tang. Xác định đây là vụ trọng án, nghi phạm là người tình của nạn nhân. Ngay trong đêm, lực lượng công an quận Kiến An phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an thành phố Hải Phòng bắt giữ Trương Văn Tùng. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Trương Văn Tùng theo quy định của pháp luật. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về vụ việc này. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký theo dõi và bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.